đi. Còn nữa sao? Mình lại mua thêm được mấy chú lính nữa rồi. Có điều hơi kỳ lạ nhỉ? Sao quần của bố đồ nhỏ lại cứ rơi ra tiền xu thế? Lẽ nào đây là chiếc quần thần kỳ ư? Sao chỉ có tiền xu rơi ra nhỉ? Con đồ ta, con nhìn gì thế? Con có gì ạ? À? Bố đồ nhỏ nhất định không biết quần của bố có thể rơi ra tiền xu. Như vậy tiền nhặt được sẽ thuộc về mình. Bố nói này, con đồ ta thân yêu, cuối tuần sao con dậy sớm thế? Mẹ tập về nói ngủ sớm dậy sớm tốt cho sức khỏe. Bố đồ nhỏ, hôm nay chúng ta làm gì? Hôm nay chúng ta dọn dẹp sân vườn nhé. Được ạ. Đi nào đi nào, con giúp bố làm. Con đồ ta sao hôm nay lại chăm chỉ như vậy nhỉ? Sao quần của bố đồ nhỏ vẫn chưa rơi ra tiền xu thế? Hoàn thành rồi, con đồ to. May nhờ có con giúp nên đã sửa xong hàng rào rồi. Không có gì ạ. À? Đúng rồi, mẹ tập về nói hôm nay lúc về sẽ làm món mì trộn cho chúng ta. Con đồ to, con ở nhà chơi nhé. Đừng chạy lung tung, để bố đi mua mì. Một lát rồi sẽ về. Chỉ cần đi theo bố đồ nhỏ, nhất định sẽ nhặt được tiền xu. Sao một đồng tiền xu cũng không rơi ra nhỉ? Nhất định là vì bố đồ nhỏ đi chậm quá. Có cách rồi. Mỏng gạo, mượn chút nhé. Ngươi đuổi theo ta làm gì? Sao lại thế hả? Kỳ lạ, sao tiền xu vẫn chưa rơi ra nhỉ? Nếu bố nhảy lên một cái, tiền xu chắc chắn sẽ rơi ra. Thím Thái, tấm biển của thím bị thổi lên mái nhà rồi. Ai da, ta không đủ cao, không lấy xuống được. Bố đồ nhỏ ơi! Ai gọi mình thế? Bố đồ nhỏ, anh đủ cao, giúp tôi một chút. Không thành vấn đề. Thím Thái, tấm biển của chị đây. Cảm ơn anh nhé, cao đúng là tốt thật. Chiếc quần thần kỳ vẫn chưa rơi ra tiền xu. Vì sao hôm nay chưa có tiền xu rơi ra nhỉ? Là chìa khóa. Mình còn tưởng là tiền xu chứ. Con đồ to, mở cửa. Bố về rồi. Con đồ to, mở cửa đi. Mình nhớ là có mang chìa khóa mà. Chìa khóa của mình đâu rồi nhỉ? Túi quần của mình bị thủng à? Ây da, chìa khóa mất rồi sao? Bố đồ nhỏ, mọi chuyện là như vậy. Con cứ đi theo bố. Vốn định nhặt tiền xu, kết quả lại nhặt được chìa khóa. Giờ con biết rồi chứ. Bố không có chiếc quần thần kỳ biết nhả ra tiền xu. Chỉ là túi quần của bố bị thủng một lỗ, cho nên tiền xu để trong túi mới rơi ra thôi. Cả chìa khóa nữa. Đúng thế. May mà con đi theo bố nên mới nhặt được chìa khóa. Thế này nhé, bố sẽ thưởng cho con 5 đồng mua mì còn thừa. Chẳng trách hôm nay không có tiền xu rơi ra, thì ra là tiền giấy. Con đầu to, bố đầu nhỏ, một đôi bạn thân, hai bố con vui vẻ. Đầu con to nhưng tay con nhỏ, đầu bố nhỏ nhưng tay bố to. Tay to nắm tay nhỏ, đi đường không sợ ngã. Đi nào, đi nào, đi 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 nào. Chớp mắt con đã khô.
lớn rồi, đầu con to nhưng tay con nhỏ, đầu bố nhỏ nhưng tay bố to, tay to nắm tay nhỏ, đi đường không sợ ngã, đi nào, đi nào. Chớp mắt con đã khôn lớn rồi, đầu con to nhưng tay con nhỏ, đầu bố nhỏ nhưng tay bố to nắm tay nhỏ, đi đường không sợ ngã, đi nào, đi nào. Bố đầu nhỏ con đầu to, tập 378. Bức tranh chữ ấm áp. Ai da, hết lớp tẩy rồi. Đến hàng tạp hóa chú mang mua thôi. Con đồ to, đi nhanh về nhanh nhé. Con biết rồi, mẹ tập về. Trăng sáng. Là chú mau à? Trăng sáng chiếu rừng thông, suối biết chảy trên đá. Ô chú mau, đây là chú viết ư? Buôn bán không đắt hàng, chú luyện chữ trên đất cho đỡ buồn. Trên mặt đất cũng có thể tập viết chữ ư? Muốn thử không? Chú mau nhìn này. Là do bút này khó viết quá, hay là chú đợi cháu về nhà lấy bút đến? Còn có bút nào dễ dùng hơn sao? Chú mau, cháu tới rồi. Bút của cháu đâu? Thế nào? Cháu đã tìm thử rồi. Bút lông của bố đồ nhỏ thì nhỏ quá. Cây lau kính của mẹ tập về thì không thể uốn cong được. Được, vậy thử bút của cháu xem. Đồ to giỏi quá. Hiếm có đứa trẻ nào biết lao động công ích như vậy. Mình cũng làm được. Đồ to, để mình giúp cậu. Chuyện này giúp sao được chứ? Đồ to, mình cũng muốn lao động công ích. Mình đang tập viết chữ mà. Mình nói cho cậu biết, chú mau nói với mình, đây chính là luyện viết chữ trên mặt đất. Chú mau mau nhìn xem. Chú xem chữ này khô nhanh quá, căn bản không có cách nào ngắm được. Luyện viết chữ trên mặt đất là một cách vừa tiện lợi, lại bảo vệ môi trường, vừa luyện tập sức khỏe, lại rèn luyện tinh thần, không cần giữ lại cho người khác ngắm, càng không thể vội vàng nóng giận. Thì ra là như vậy. Chú mau, chú có phấn không? Chú mau, chú viết đi. Chú phải viết nhanh hơn một chút. Đồ to, mình thấy mùa thu không phải là màu trắng, phải là màu vàng chứ. Nói đúng lắm, vậy cậu tôi đi. Chú mau, chú không được viết theo hàng dọc, phải viết ngang ra, cháu và Tiểu Minh mới dễ tô. Vừa hay viết kịp. Xong rồi. Đây đúng là một biện pháp hay. À, chữ biến mất rồi. Sau một đêm mưa thu là mất hết. Chú mau, nhìn này. Ý hay lắm. Hey.
tranh chữ ấm áp. Đây là do ai nghĩ ra vậy? Đẹp quá. Xin chào mùa thu. Con đồ to, cục tẩy này là phần thưởng cho cháu. Chú Mao, còn cháu nữa. Cũng có phần thưởng. Phép thuật phóng to. Định là mẹ tập về lại làm món gì ngon rồi. Bánh mì thơm phân phức, mình biết ngay mà. Con đồ to dậy rồi à? Mau nếm thử bánh mì bố mới nướng đi. Hóa ra là bố đồ nhỏ làm ư? Có ăn được không? Đương nhiên là ăn được. Mẹ tập về để bố làm trợ thủ. À không không, để bố đứng bếp. Nướng bánh mì thì có gì chứ. Giờ bố cần hóa phép cho con xem. Nhìn kỹ nhé. Con đồ to, đến lượt giúp bố nhé. 5 4 3 2 1. Mở ra. Wow, cục bột to lên rồi. Bố đồ nhỏ, bố làm thế nào vậy? Đây là phép thuật bí mật của đầu bếp. Wow, bố đồ nhỏ giỏi quá. Bố đồ nhỏ, ở đây không cần anh giúp nữa. Mau đi nghỉ ngơi đi. Được rồi, được rồi. Bố đồ nhỏ, bố có thể hóa phép lại lần nữa được không? Đương nhiên. Vậy bố có thể biến quả táo nhỏ thành quả táo to không? Chuyện này à, để bố thử xem. Quả táo nhỏ lập tức biến. Quả táo nhỏ lập tức biến. Biến, 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 biến. Nhìn xem. Bố đồ nhỏ. Thì ra bố đồ nhỏ chính là nhà ảo thuật giỏi nhất trên thế giới. Đương nhiên rồi. Con đồ to lại ngưỡng mộ mình như vậy. Anh làm như vậy là lừa con đấy. Vậy không tốt đâu. Trẻ con sẽ không để trong lòng đâu. Sau 5 phút là quên ngay ấy mà. Bố đồ nhỏ, chú đồ nhỏ, chú đồ nhỏ. Bố đồ nhỏ, bố đồ nhỏ, mau giúp bạn con biến đồ chơi thành to đi. Chuyện này... Chú ơi, cháu muốn biến robot biến hình thành to thế này. Cháu muốn biến búp bê thành to như cháu vậy. Chuyện này... Chú có lẽ không làm được. Chết rồi, phải làm sao đây? Chú đồ nhỏ, có phải chú không muốn giúp bọn cháu không? Đồ to, cậu nói bố cậu là nhà ảo thuật giỏi nhất. Không phải là lừa bọn mình đấy chứ. Không đâu, nhất định bố mình sẽ làm được. Chuyện này... Cái này hình như là bột nở mà mẹ mình dùng để làm bánh. Chú đồ nhỏ lừa người. Đồ chơi rõ ràng không thay đổi chút nào hết. Chuyện này chú sai rồi được chưa? Hey!
làm ảo thuật cho mọi người xem nhé. Nhìn này, thế nào? Wow, tuyệt quá. Thì ra mẹ tập về mới là nhà ảo thuật thật sự. Con đầu to, bố đầu nhỏ, một đôi bạn thân, hai bố con vui vẻ. Đầu con to nhưng tay con nhỏ, đầu bố nhỏ nhưng tay bố to. Tay to nắm tay nhỏ, đi đường không sợ ngã. Đi nào, đi nào, đi 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 nào. Chớp mắt con đã khôn lớn rồi. Đầu con to nhưng tay con nhỏ, đầu bố nhỏ nhưng tay bố to. Tay to nắm tay nhỏ, đi đường không sợ ngã. Đi nào, đi nào, đi 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 nào. Con đầu to, bố đầu nhỏ, một đôi bạn thân, hai bố con vui vẻ. Đầu con to nhưng tay con nhỏ, đầu bố nhỏ nhưng tay bố to. Tay to nắm tay nhỏ, đi đường không sợ ngã. Đi nào, đi nào, đi 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 nào. Chớp mắt con đã khôn lớn rồi. Đầu con to nhưng tay con nhỏ, đầu bố nhỏ nhưng tay bố to. Tay to nắm tay nhỏ, đi đường không sợ ngã. Đi nào, đi nào, đi 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 nào. Đi nào, đi nào, đi 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 nào. Con đầu to, bố đầu nhỏ, một đôi bạn thân, hai bố con vui vẻ. Đầu con to nhưng tay con nhỏ, đầu bố nhỏ nhưng tay bố to. Tay to nắm tay nhỏ, đi đường không sợ ngã. Đi nào, đi nào, đi 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 nào. Chớp mắt con đã khôn lớn rồi. Đầu con to nhưng tay con nhỏ, đầu bố nhỏ nhưng tay bố to. Tay to nắm tay nhỏ, đi đường không sợ ngã. Đi nào, đi nào, đi 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 nào. Chớp mắt con đã khôn lớn rồi. Đầu con to nhưng tay con nhỏ, đầu bố nhỏ nhưng tay bố to. Tay to nắm tay nhỏ, đi đường không sợ ngã. Đi nào, đi nào, đi 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 nào. Bố đầu nhỏ, con đầu to, tập 380. Tính ỷ lại của con đầu to. Các cậu nhìn đây, thế nào? Thế này là một chiếc khung diều đã được buộc xong. Anh Tiểu Minh giỏi quá. Tiểu Minh, Tiểu Minh. Tiểu Minh, cậu làm giúp mình đi. Việc dán diều này rắc rối quá. Gạo Bông, em dán giúp anh với. Có người làm giúp mình những việc này thật là tốt. Bố đồ nhỏ, mau nhìn này. Con diều con tự làm có đẹp không? Đây là con tự làm ư? Con đồ to, mấy giờ rồi? Mau mặc quần áo. Hôm nay còn phải đi thăm ông bà nội nữa. Mẹ tập về, mẹ giúp con mặc áo nhé. Con lớn từng nào rồi, còn cần mẹ giúp mặc áo nữa. Có người giúp con mặc áo thật là tốt. Mẹ tập về, mẹ còn phải giúp con đánh răng rửa mặt, đút cho con ăn sáng. Cái gì? Con, nếu không con sẽ không đến nhà ông bà nội nữa.
Việc của mình thì mình tự làm, mẹ không giúp con mặc nữa. Mau dậy đi. Sắp không kịp rồi, mẹ tập về, nhanh lên. Anh xem thằng bé này, việc gì cũng ỷ lại vào người khác. Cứ như vậy thì phải làm thế nào? Ồ, anh có cách rồi. Con đồ to, nhìn xem đây là cái gì? Đây chẳng phải là hai hạt dưa sao? Đây không phải là hạt dưa bình thường chúng ta ăn đâu. Đây là hạt giống hoa hướng dương. Hạt giống hoa hướng dương. Con đồ to, chúng ta thi với nhau nhé. Xem ai trồng được hoa hướng dương to hơn, đẹp hơn. Được, quyết định vậy đi. Ủa đồ nhỏ, bố trồng hoa hướng dương như vậy à? Đúng thế, tự nó sẽ lớn dần lên. Bố không chăm sóc hạt giống, xem ra lần thi đấu này con thắng chắc rồi. Vậy sao? Đến lúc đó rồi xem. Bố đồ nhỏ, bố không chăm sóc mầm cây, nó có lớn được không? Không sao, đến lúc đó nó sẽ tự mình lớn lên. Xúc đi. Bố đồ nhỏ mặc kệ cái cây ư? Cái cây nhỏ thật là đáng thương. Bố đồ nhỏ, bố không sợ cây con bị mưa làm hỏng ư? Đến lúc đó, nó sẽ tự mình lớn lên, mặc kệ nó thôi. Được rồi, hôm nay kể chuyện đến đây thôi. Cậu mau đi ngủ đi nhé. Hoa hướng dương của mình lớn rồi. Đến lúc đó, mình sẽ thắng. Cây hoa hướng dương nhỏ đáng thương. Xem ra lần thi đấu này, mình thắng chắc rồi. Con đồ to, cây cối muốn lớn lên phải dựa vào sức của chính mình mới được. Chỉ có thể để chúng trải qua mưa gió mới lớn lên được. Giống như con người chúng ta, không thể ỷ lại vào người khác, phải độc lập, không ỷ lại mới có thể lớn lên khỏe mạnh được, con hiểu không? Bố đồ nhỏ, con hết lòng chăm sóc hoa hướng dương của mình. Còn bố thì mặc kệ, nhưng vì sao hoa của con không lớn được như của bố? Thật không công bằng. Cho nên con người chúng ta cũng giống như cây cối, phải dựa vào sức của chính mình, không ỷ lại mới có thể lớn lên khỏe mạnh được. Con đồ to hiểu chưa? Giống như cây hoa hướng dương nhỏ, dần dần trưởng thành. Con phải cố gắng nỗ lực. Bố mẹ sẽ luôn ở bên con. Con hiểu rồi, bố đồ nhỏ. Thế này là có thể cùng nhau lớn lên rồi. Đúng thế, bố mẹ sẽ cùng con trưởng thành. Chúng ta cùng nhau trưởng thành, được không nào? Cún cưng sao thế? Anh đầu to, cả nhà em phải đi du lịch, nhờ anh chăm sóc bỏng gạo nhé. Yên tâm đi, anh sẽ chăm sóc tốt bỏng gạo, bọn anh nhất định sẽ trở thành bạn tốt. Bỏng gạo, đừng mà. Xem ra cả hai đã trở thành bạn tốt rồi. Anh đồ to, tạm biệt. Bỏng gạo, tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt. Nhưng mình chưa bàn với bố đồ nhỏ, đã đem cậu về nhà. Liệu bố có thích cậu không? Tự tin như vậy ư? Vậy chúng ta đi thôi. Kỳ lạ, vừa rồi còn ở đây mà, rốt cuộc để đâu nhỉ? Vừa mới dọn dẹp phòng khách xong, lại bị anh bày bừa ra rồi. Anh sẽ dọn ngay. Sao không tìm thấy nhỉ? Bố đồ nhỏ, bố đang tìm gì thế? Tập tài liệu của bố, màu xanh lá, bên trên có hai sọc màu đỏ.
Giỏi quá, Bỗng Gạo. Ngươi đúng là chú cún thần kỳ đấy. Bỗng Gạo có thể ở lại nhà mình chứ ạ? Đương nhiên có thể. À, phải hỏi mẹ Tập về xem sao. Mẹ thấy con cún này còn thông minh hơn con đấy. Để nó ở lại đi. Vậy thì chúng ta chơi cùng nó một lúc đã. Chuẩn bị xong chưa? Con là tuyển thủ bắt bóng nổi tiếng mà. Bố ném đi. Bóng là của con rồi. Bóng Gạo giỏi quá. Lần này không tính. Lại một lần nữa. Lại một lần nữa. Lại một lần nữa. Bố đầu nhỏ. Bố đầu nhỏ, lần này đổi cho con ném bóng đi. Bỗng Gạo, bắt lấy. Có vẻ như ném bóng đi xa quá rồi. Chúng ta quay về nhà thôi. Giấu ở chỗ này, Bỗng Gạo chắc chắn không tìm thấy. Cứu con với, cứu con với, cứu con với, cứu con với. Bỗng Gạo, cậu thật đáng ghét, phá hỏng giấc mơ đẹp của mình. Sao thế con đồ to, vẫn chưa ngủ à? Bỗng Gạo không cho con ngủ. Bỗng Gạo, không được phá như vậy, xuống tầng dưới ngủ đi. Giờ thì nó sẽ không thể bắt mình chơi bóng cùng nữa. Con đồ to, Bỗng Gạo mất tích rồi. Hả? Bỗng Gạo đi đâu rồi? Không ổn rồi, không ổn rồi. Chó nhà anh phát điên rồi. Bỗng Gạo, nguy hiểm. Nó nhảy xuống mấy lần rồi. Nước bị nó làm bẩn hết rồi. Rốt cuộc muốn làm gì đây? Nhảy xuống ư? Bỗng Gạo có thể bị thương mất. Điều tại con là con khiến Bỗng Gạo buồn, nên nó mới nhảy xuống nước. Con phải đi cứu nó. Con đồ to, không cần đâu. Cứu tôi với. Cứu tôi với. Bỗng Gạo, Bỗng Gạo. Bỗng Gạo, Bỗng Gạo. Xem bố đây. Thì ra Bỗng Gạo tìm được quả bóng trong hồ bơi. Bỗng Gạo, cậu làm mình sợ hết hồn. Chúng ta vẫn là bạn tốt của nhau chứ. Bỗng Gạo, đáng ghét. Đúng là một đôi oan gia vui vẻ. Con đầu to, bố đầu nhỏ, một đôi bạn thân, hai bố con vui vẻ. Đầu con to nhưng tay con nhỏ, đầu bố nhỏ nhưng tay bố to. Tay to nắm tay nhỏ, đi đường không sợ ngã. Đi nào, đi nào, đi 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 nào. Chớp mắt con đã khôn lớn rồi. Đầu con to nhưng tay con nhỏ, đầu bố nhỏ nhưng tay bố to. Tay to nắm tay nhỏ, đi đường không sợ ngã. Đi nào, đi nào, đi 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 nào. Con đầu to, bố đầu nhỏ, một đôi bạn thân, hai bố con vui vẻ. Đầu con to nhưng tay con nhỏ, đầu bố nhỏ nhưng tay bố to. Tay to nắm tay nhỏ, đi đường không sợ ngã. Đi nào, đi nào, đi 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 nào. Chớp mắt con đã khôn lớn rồi. Đầu con to nhưng tay con nhỏ, đầu bố nhỏ nhưng tay bố to. Tay to nắm tay nhỏ, đi đường không sợ ngã. Đi nào, đi nào, đi 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 nào.
đi nào, đi nào, đi 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 nào.